Thợ săn UFO tìm thấy lối vào căn cứ mật trên trái đất. Người ngoài hành tinh đi lại tự do trong dinh thự tổng thống Argentina. Phát hiện phi thuyền ngoài hành tinh dài hơn 200 mét ở Nam Cực. Cựu không quân Hoa Kỳ tiết lộ thông tin tuyệt mật về người ngoài hành tinh. Triệu Dương xin chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề mới, đó là những vật thể bay không xác định và những sinh vật ngoài hành tinh của chúng ta. Cụ thể, đó là những thông tin quan trọng và thú vị nào? Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Thợ săn UFO tìm thấy lối vào căn cứ mật trên trái đất. Scott Waring, thợ săn UFO nổi tiếng, đã phát hiện lối vào một căn cứ bí mật trên trái đất. Anh sống tại Đài Loan, hiện đang điều hành trang web và kênh YouTube có tên ET Database, kết hợp phát triển dự án UFO Sighting Daily. Vào ngày 13 tháng 5, 2020, sau gần 10 năm quan sát, Waring cho biết anh phát hiện một căn cứ ngầm bí ẩn tại một hòn đảo hẻo lánh ở Indonesia. Giải thích về phát hiện này, Waring viết: "Tôi tìm thấy lối vào một căn cứ dưới lòng đất trên một hòn đảo hẻo lánh ở Indonesia. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy lối vào này thông qua Google Earth, và khi bạn thêm độ tương phản của ảnh chụp màn hình, chi tiết thực sự sẽ xuất hiện. Nhìn vào nó, chúng tôi thậm chí có thể biết rằng UFO bay qua ô cửa này và rời khỏi căn cứ dưới lòng đất. Làm sao chúng tôi biết được điều này? Bởi vì phần sâu bên trong của đường hầm đã bị đóng lại, nhưng khu vực bề mặt bên ngoài vẫn mở. Đây là nơi hoàn hảo cho một căn cứ dưới lòng đất. Tại một hòn đảo hẻo lánh như vậy sẽ có rất ít người qua lại." Scott Waring đã đăng tải một video trong đó hướng dẫn chi tiết các bước anh tìm ra căn cứ bí mật của UFO. Sau khi dùng thước của Google để đo cửa căn cứ bí ẩn, Waring cho biết ô cửa cao khoảng 20 m, chiều ngang hơn 46 m. Với kích thước này, nó đủ lớn để đưa nhiều tàu của người ngoài hành tinh ra vào. Waring nhận ra rằng không phải lúc nào căn cứ bí mật này cũng có thể được nhìn thấy. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 5 2012 thì địa điểm này đã bị mây che phủ. Kiểm tra vào một ngày khác, 15 tháng 3 2013, anh nói: "Bạn không thể nhìn thấy nó lại bị mây che phủ. Thật là trùng hợp." Vào một ngày khác, mùng 10 tháng 3 2013, sau khi kiểm tra lại, Waring tuyên bố khu vực này bị chìm dưới nước. Đến ngày 24 tháng 10 2014, anh kiểm tra lại thì thấy nước đã rút đi. Tuy nhiên, lại không thấy căn cứ bí mật này đâu cả. Đến ngày 24 tháng 5 2015 thì nó lại xuất hiện. Waring dùng công cụ thay đổi độ tương phản thì anh phát hiện ra rất nhiều chi tiết. Anh ngạc nhiên thốt lên: "Nhìn kìa, điều đó thật tuyệt vời. Đó là lối vào một căn cứ bí mật dưới lòng đất của người ngoài hành tinh." Tuy nhiên, nhận định này của anh có người đồng tình, cũng có người không như vậy. Một YouTuber khác bình luận: "Tôi nghĩ đây là lối vào dành riêng cho các con tàu vũ trụ. Ai cũng biết rằng Reptiloid, người ngoài hành tinh dạng bò sát, sử dụng đĩa bay hình điếu xì gà. Và bây giờ, hãy nhìn hình dạng của lối vào. Rõ ràng nơi đây là dành cho phi thuyền của họ." Một người khác lập luận: "Tôi nghĩ đây là một căn cứ quân sự bí mật, chứ không phải căn cứ của người ngoài hành tinh hay UFO." Đến nay, các cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về vụ việc này. Người ngoài hành tinh tự do đi lại trong dinh thự Tổng thống Argentina. Ngoài lối vào căn cứ bí mật, Scott Waring còn tuyên bố anh đã phát hiện một người ngoài hành tinh tự do đi lại trong dinh thự Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez. Ngày 25 tháng 6, 2020, tờ Expresso.uk đưa tin, thông qua Google Maps, một vật thể bí ẩn có hình dáng giống con người đã được phát hiện trong dinh thự Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez. Sinh vật trong suốt này có thân hình gầy gò, hình dáng tay, chân, vai và đầu đều rõ nét. Sự việc này khởi đầu từ việc thợ săn UFO Scott Waring trong một lần tò mò muốn khám phá dinh thự của Tổng thống Argentina, nên anh đã dùng Google Earth Map để thăm dò. Trong quá trình này, anh đã ngạc nhiên phát hiện một bóng kỳ lạ. Waring viết trong blog ET Database của mình rằng: "Tôi đang khám phá dinh thự của Tổng thống Argentina thì bắt gặp một hình dáng ngắn, trong suốt. Nó chỉ cao hơn 1 m. Theo tôi, đây là một người ngoài hành tinh đang ẩn núp để theo dõi Tổng thống Argentina." Thật kinh ngạc, có phải chăng người ngoài hành tinh bắt tay với cơ quan chính phủ của trái đất? Có lẽ người ngoài hành tinh đã biết điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai và Tổng thống Argentina đóng vai trò chủ chốt. Có bí mật nào đó đang bị che giấu.
nó sẽ thay đổi thế giới. Phát hiện phi thuyền ngoài hành tinh dài hơn 200 mét ở Nam Cực. Một YouTuber có tên là MrMBB333 cho biết anh đã phát hiện ra một bí ẩn ở Nam Cực nhờ những hình ảnh vệ tinh của Google Earth. Kênh YouTube MrBBB333 là nơi thường xuyên chia sẻ những hiện tượng lạ mà các nhà khoa học không thể giải thích. Video được đăng tải vào thứ Tư ngày 17 tháng 11. Anh chia sẻ với nửa triệu người đang theo dõi kênh của mình về một vật thể nằm trong vùng nước băng giá của đảo Montago, ngoài khơi bờ biển Nam Cực, ở tọa độ 58 độ 28 phút 26 giây Nam, 26 độ 14 phút 09 giây Tây. Đó là một vật thể màu trắng có hình dạng gần giống hình chữ nhật. Anh cho biết nó dài khoảng 200 mét, nửa trên giống một con tàu chở hàng. Bên trên có một vết cắt xuyên qua trung tâm, phân tách nửa trên với nửa dưới. Phần nửa dưới được làm từ chất liệu khác so với nửa trên. Một người dùng cho biết đúng là nó rất giống với một chiếc tàu chở hàng, có thể là tàu chở hàng của người ngoài hành tinh chăng? Hình dạng của nó giống như một chiếc tàu container đi từ Chile cách đây tối thiểu vài thập kỷ, người thứ hai viết. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng đó chỉ là một tảng băng và các vết khía có thể được hình thành một cách tự nhiên. Người khác lập luận rằng tính chất đối xứng là cực kỳ phổ biến trong tự nhiên, nó không phải do con người tạo ra. Ngoài phi thuyền băng phát hiện bên trên, trước đây anh còn từng tuyên bố đã phát hiện thấy một lối vào thế giới khác ở Nam Cực. Cụ thể, trong đoạn phim MrMBB333 chia sẻ, một cánh cổng bằng băng hiện lên giữa những khối đá tuyết ở tọa độ 66 độ 36 phút 14 giây Nam, 99 độ 43 phút 40 giây Đông. MrMBB333 chia sẻ, bạn có thể thấy mái của cái cổng này ở ngay đây. Nó giống như một lỗ thông hơi. Tôi tò mò tự hỏi thứ gì nằm ẩn sâu dưới cái cổng này. Sau đó, anh chỉ sang bên cạnh. Phía bên phải đây là một lỗ hổng khác trên mặt đất. Nó trông giống như một hình vuông lớn bên cạnh mái vòm tròn. Nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện của mái vòm kỳ lạ. Tuy nhiên, không ai giải thích được điều gì đã thực sự diễn ra. Một người xem bình luận, đây có thể là những công trình kiến trúc khổng lồ cổ đại đã biến thành đá theo thời gian. Cái cổng này là một phần nhỏ của nó mà thôi, tôi nghĩ vậy. Một bình luận khác, đó là lối đi vào thế giới của người ngoài hành tinh. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin thu được từ hình ảnh của Google và những nhận định mang tính chủ quan của một số kênh truyền thông, gồm cả kênh truyền thông cá nhân trên thế giới. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng đánh giá thông tin và quan điểm về các chủ đề hôm nay từ các nhân vật là những người có thẩm quyền và trực tiếp làm việc trong các tổ chức liên quan của chính phủ Hoa Kỳ. Tiết lộ thông tin tuyệt mật của cựu chuyên gia không quân Hoa Kỳ về người ngoài hành tinh. Emery Smith, người từng làm việc trong một cơ quan không nói tên của quân đội Hoa Kỳ, đã tiết lộ những thông tin tuyệt mật về người ngoài hành tinh, như nơi nắm giữ thông tin tuyệt mật, tổ chức ngầm đứng sau. Trong chương trình Cosmic Disclosure, ông Emery Smith, cựu trợ lý giải phẫu của lực lượng không quân Hoa Kỳ, đã tiết lộ một số thông tin chấn động. Ông cho biết, ông đã bắt gặp người ngoài hành tinh tại căn cứ không quân Kirtland và nhiều căn cứ tuyệt mật khác như White Sands hay căn cứ Dow tại bang New Mexico. Ông cũng gặp người ngoài hành tinh tại các thành phố Denver, bang Colorado và thành phố Charlottesville ở Virginia. Ông cho biết, năm 1992, khi còn công tác tại căn cứ không quân Kirtland, ông đã tận mắt chứng kiến cơ sở dữ liệu bách khoa với đa dạng thông tin về các chủng loại người ngoài hành tinh. Emery nói, sau một vài năm tham gia rồi rời khỏi các dự án, tôi biết được sơ lược về các viễn cảnh và các kiểu người ngoài hành tinh khác nhau. Tôi cũng được tiếp cận các thư viện bách khoa toàn thư tuyệt vời về các chủng người ngoài trái đất. Toàn bộ chúng đều nằm trong những chiếc máy tính lớn. Sau khi xem qua, tôi mới thực sự hiểu rằng chúng ta chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong số hàng loạt sinh vật đa dạng, rộng lớn trên khắp vũ trụ to lớn này. Một chi tiết quan trọng mà Smith khẳng định trong buổi phỏng vấn là có một tập đoàn đang điều hành các dự án mật về công nghệ tiên tiến và người ngoài hành tinh tại Kirtland. Ông cho biết, trong thời gian từ năm 1990 đến 1995, khi đang đảm nhận nhiệm vụ thường trực của Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Kirtland, tôi bị điều đến tham gia một dự án tuyệt mật dưới thẩm quyền của một tập đoàn có tên Roswell International. Đó là vào đầu năm 1992. Thông tin mà Smith tiết lộ đồng dạng với thông tin từ Corey Good, một người trong cuộc khác.